Hello, xin chào các bạn. Hôm nay hai cha con mình đi cho chim ăn ha. Ngay cái góc đường đường Thurley với đường đường Story, chỗ đó lúc này có một đàn chim đang đậu ở trên hàng dây điện đó. Dạ. Ok. Thì hôm nay hai cha con mình sẽ đi cho chim ăn, rồi mình sẽ quay lại cảnh cho chim ăn cho các bạn xem trên YouTube. Đó. Con. Chim ơi. Chim ơi. Đó, con kêu chim. Bỏ vô lại con chút nữa. Chim xuống chưa? Chim không có xuống. Sao vậy? Sao chim không xuống vậy? Sao? Rồi. Bắt tung ơi. Để xuống đi con, để xuống, để xuống. Bắt tung ơi. Con quay chim hả? Dạ. Ok. Rồi quay chim nha, mình kêu chim xuống nha. Dạ. Rồi, để cái này ở đây. Đó, chim nó xuống kìa. Đó. Để xuống nha. Từ đừng làm chim sợ nha. Yes. Cho dưới chim đi. Wow. Có chim màu trắng ấy kìa. Chim màu trắng này thấy không? Thấy chim không? Màu green, màu purple. Màu green, màu purple hả? Có chim màu trắng không? Đi vô đứng chích giữa đi, ba quay cho. Lấy xong pickle. Con đừng làm chim nó sợ. Mình vô chích giữa mình ngồi. Mình vô đây ngồi cho chim ăn. Ôi, chim ơi, đừng bay. Con đừng có làm nó sợ. Con đi xuống. Nó quay lại con ơi, cho nó ăn nữa. Oh.
con nó buồn. Cái này bánh mì của chim luôn hả? Hả con? Ăn đi. Ăn được rồi. Ngon không? Ngon hả? Thôi, mình cho chim nó không xuống. Thôi ba chim đi con. Đi về này. Đây, mình đi là chim nó xuống ăn à. Ủa con không cho chim ăn bánh mì đi. Cho nữa. Ok. Để đi bên này. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay hai cha con mình lấy đồ ăn cho chim ăn ha. Thì nãy giờ cho chim ăn đó, thì xe cứ chạy qua chạy lại hoài à. Xe cứ chạy qua chạy lại hoài à, bởi chim nó không ăn được. Được, không quay được nhiều cảnh cho các bạn cùng xem. Cho nữa con. Nhiều ha. Wow. Chim kêu á. Wow, đó kìa. Ông cho nó kìa, cảm ơn ông đi. Ông cho kìa, cảm ơn ông. Cầm cái lớn, đó. Đây, đưa ba cầm kẹo cho. Đưa ba cầm kẹo cho, rồi con cho chim ăn đi. Giỏi. Xe. Rồi, cho đi con. Hai chú cháu mình lên ấy nha. Lên YouTube. Bữa nào làm cũng phiên bỏ YouTube cho nha. Wow, hay quá. Wow. Còn không? Không chạy con, đừng đuổi chim con. Con thấy bên này nè, bên đây chim nhiều nè. Bên đây nè. Ông cho bánh mì nữa kìa. Hết hả? Xe bus hả con? Con ngồi xuống đi, con ngồi xuống. Đây nè, nè. Rồi, ngồi xuống xé nhỏ nhỏ cho chim ăn. Rồi, quay. Đứng này quay nè. Hai mình quay. Ừ, quay. Đó. Đó, hay quá. Ghê quá đây. Ừ, giúp đi. Hay. Đó. Hôm nay hai cha con mới đi hớt tóc về mà. So cool. Wow, hay chưa? Lúc. Cho nó còn biết nói lúc rồi nữa kìa. Dạ. Con đứng xích vô giữa nè, con đứng vô, thích vô, đứng xích vô. Flying.
Thích lắm, mọi lần mọi khi chạy ngang đó nó thấy có mấy bác mấy cô đồ cho chim này ăn nè, nó đòi vô coi hoài nhưng mà bận không chở vô được. Bữa nay có dịp cho nó. Bữa nay cầm đao là hên rồi. Hên rồi. Không là hên. Ô. Ở nhà đâu để bắt kêu nó lại, bắt kêu cho nó trở lại. Đó, rồi bay đi hết rồi. Không kêu nó lại thì kêu nó lại. Oh, it's calling back. Cho nó mỗi ngày mà cho nhiều chỗ lắm. Dạ hả? Tôi cho mấy xe tôi đồng đựng đồ đồ cho nó luôn nè, thấy không? Dạ. Đây, đưa tay đi. Wow, quá rồi. Đây nè, bên đây nè con, bên đây nó nhiều nè. Good job, man. Dạ. Trong nhà phải nói loài vật nó cũng hay ghê, thấy đúng không? Rồi. Bởi vì vấn đề mà nói Phật pháp rất là nhiều màu quá. Qua dạ. Hồn này nè. Chỉ mà nó ăn hết. Làm hết luôn. Hồn đó, thấy không? Wow. Bởi vì chúng sanh đói khổ lắm chứ đâu phải là nói không đói khổ đâu. Mấy ông kia ông tu ngồi trong đó ông tu tu không biết làm gì. Mình nói ra mình nói bị ác khẩu. Mấy cái này anh mua ở đâu? Cái gì mua đó, cái này mấy bồ câu này cũng dễ ăn, gạo nó cũng ăn được, bánh mì cũng được. Chứ cho chim ấy luôn, hải âu luôn, hải âu cho chim xe sẻ, chim này chim kia, chim xe sẻ luôn, chứ loại nào cũng dạ. Có hết. Tôi đi ra ngoài biển nó đi nó bay đi, mình cho giết mình kêu nó không biết mà dạ. Nó biết hết đó dạ. Cái này là đúng người rồi. Ta không à, chứ không phải đâu, mình không biết nói ra mấy người kia nói mình khùng chứ không có khùng đâu. Đúng rồi, mỗi một sinh mạng, mỗi một cái loài vật có một cái sinh mạng. Có đâu, nó được. Nó biết hết trơn á, nó biết sao. Tôi mà chiếc xe tôi tới nó biết đó. Dạ. Ờ. Tôi bây giờ nè, tôi đi không tin, bây giờ nói mấy người kia lại bỏ cái kiểu mà cũng như không chăm sóc á, bỏ kiểu mà cái tâm linh á. Quan đại. Là khác à. Khác với mình à. Tôi nó biết hết á. Hay ngồi, lắm. Nó ngồi xuống không? Ngồi xuống ngồi sát đi kìa. Đi đó ngồi. Đó, cho nữa hả? Có nữa kìa. Bạn xé ra nhỏ nhỏ nha, xé ra nhỏ nhỏ chim mới dễ ăn nha con. Rồi vô đứng sát đây nè. Rồi. Dạ. Đợi nó bay lại con. It's coming back. Yeah, it's coming back. Sao cho nó lại? Đừng có chạy ra đó con, xe đó coi chừng xe nha. Lại đây con, bên không ra đó, lại đây nè, lại đây mát nè con. Khổ lắm, làm cái này á, mấy người khác á hả, có sao lúc đầu đó tôi còn mua gạo, mua đồ, sao người ta cho tôi không luôn á. Dạ đúng rồi. Người ta cho gạo, cho bánh mì, cho đồ, để mình cho nó ăn, mình đúng không rồi, có đúng làm rồi. Gì có lợi cho mình đâu, mình đúng không rồi. Có, biết rồi, làm như cái gì đó, có cái gì ở trong linh thiêng lắm, hay lắm. Rồi, kẹo một cái con nè. Em thích không? Cảm ơn ông đi. Cảm okay, ơn ông. Rồi bắt tay với ông. Ok. Give five, high five, high five. Okay. Rồi bye bye ông. Bye bye. Cảm ơn ông nha. Ba chim. Ba bồ câu. Rồi đi ha. Ok, bye. Rồi mình đi về ha. Ok, rồi hai cha con các chim mang nhiêu đây thôi. Nhà ông. Ooh,
chim còn đậu dính kia nhiều lắm kìa. Sai sắc sắc hen với chim đi. Ở trên đó đó, thường ở đầu trên dây điện đó, xong cái có đồ ăn, biết người ta đem đến đồ ăn cho thì sẽ chim bay xuống. Góc này chim bồ câu nhiều lắm. Ông đi. Dạ mình về ha.